Xin chào anh em là Hưng, rất vui được gặp lại anh em trong video này. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến với anh em một mẫu đồng hồ thuộc thương hiệu Ferris Constant đến từ Thụy Sĩ, một thương hiệu khá là mới mẻ và trẻ, mới du nhập về Việt Nam thôi nhưng mà đã tạo được tiếng vang rất lớn rồi, với những thiết kế khá là trẻ trung và hiện đại, cũng mang một chút hơi hướng cổ điển nữa nên rất là được nhiều anh em Việt Nam săn đón. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến với anh em một mẫu sản phẩm thuộc thương hiệu Ferris Constant. Chiếc này thì của chúng ta sẽ thuộc bộ sưu tập Classic GMT. Như anh em có thể thấy đây, em sẽ bóc lớp siêu ra để giới thiệu đến với anh em nhé. Thì mẫu này của chúng ta sẽ có cái mã sản phẩm là FC 350 S5B6, với cái size mặt sẽ là size mặt sẽ là 42 mm và độ dày tầm 12.45 mm. Với cái độ dày như này thì cũng không quá lớn mà cũng không quá nhỏ đối với tay anh em, hầu hết đa số Việt Nam đều được hết. Mẫu này thì tay anh em tầm 16.5 là có thể 16.5 cm là có thể đeo đẹp rồi. Chiếc này toàn thân thì được làm hoàn toàn bằng thép không gỉ, phay bóng. Anh em nhìn rất là vừa có chút thanh lịch vừa có chút cổ điển. Màu mặt của chiếc này sẽ là màu mặt trắng với vòng vòng tròn ở ngoài cùng sẽ là chia phút 60 phút, và lòng thứ hai của chúng ta sẽ là chia các cọc số được xen kẽ giữa cọc lam mã và cọc vạch, được làm bằng thép không gỉ nổi ở đây đó. Vào trong cùng của chúng ta sẽ là ô lịch GMT cũng như là 24 giờ để anh em quan sát xem là giờ sáng hay giờ tối. Đêm ở đây góc 12 giờ thì chúng ta sẽ có là tên thương hiệu là Ferris Constant Geneva. Ở góc 6 giờ thì chúng ta sẽ có dòng chữ GMT Automatic và Swiss Made. Ở góc 3 giờ này thì chúng ta sẽ có là ô lịch ngày. Bộ kim của chúng ta anh em có thể nhìn thấy ở đây là một bộ kim được làm khá là thanh mảnh và đã mỏng. Được vát nhọn ở đầu. Bộ kim khá là trau chuốt. Kim dây của chúng ta cũng vậy. Khá là đẹp. Và chúng ta có một kim thứ tư được làm đầu đỏ để tách biệt với các cọc các kim còn lại để anh em thuận tiện để quan sát hơn. Cái kim này thì chúng ta sẽ hiển thị là kim GMT cũng như thể hiện là giờ sáng hay giờ tối, cũng như hiện tại thì nó sẽ đang là chỉ 10 giờ sáng đây đó. Với cái chúng ta sẽ đến với phần núm đó. Núm của chúng ta sẽ có logo thương hiệu, nên anh em có thể thấy đây logo thương hiệu đó. Và các khía xung quanh này chúng ta cầm vào và xoáy rất là dễ, tạo cảm giác cho chúng ta xoay khá là tiện. Ở đây thì chúng ta sẽ có là núm rút và nước đầu tiên này, thì chúng ta sẽ là phải chỉnh giờ. Cái giờ này thì chúng ta sẽ chỉnh nếu mà chỉnh giờ này thì chúng ta sẽ chỉnh giờ GMT trước. Anh em chúng ta sẽ phải quay giờ GMT trước. Nếu như anh em muốn xem giờ quan sát ở một khung giờ khác thì chúng ta sẽ chỉnh kim đỏ là trước này, rồi mới đến là chỉnh cái kim chỉnh hiện tại về giờ đúng của chúng ta. Em ví dụ là giờ đây đó, anh em rút hơn rút rút một đất này ra thôi là có thể chỉnh được lịch ngày. Xoay ngược lên sẽ là chỉnh lịch ngày, rút ra hết nấc sẽ là chỉnh giờ đó, đóng chặt vào và xoáy ngược lên sẽ là để lên cót cho bộ máy. Một bộ máy khá là trơn tru và được thiết kế rất là đẹp. Bộ dây da của chúng ta đây ạ, rất là đẹp đó, anh em có thể nhìn thấy đây là một chiếc hoàn toàn mới, đây là bộ dây da chỉ là mới tinh và không có một nếp nhăn gì cả. Và đến với phần khóa thì của chúng ta sẽ là một bộ khóa xiên và có logo hãng ở đây. Đó.